lại xíu bớt xe. Anh em thì đây cũng là một cái video clip rất là cũ, một năm trước rồi thì bây giờ mình mới sót ra. Cái clip hôm qua thì có thể là Vinh hơi bị thiếu sót, tức là Vinh đã có nhét vào trong một cái review Red Dead 4 rồi, khá là xin lỗi các bạn. Tại vì thực sự là Vinh thấy nó lạ quá, có thể là đó là nhân viên Vinh làm á, thằng Vinh check không có kỹ, cho nên mình cái clip này mình không làm là mình sẽ không có ký ức á, kiểu vậy. Ok, thì cái clip hôm nay á, Vinh sẽ chạy từ nhà đi xuống anh cường 12, thì trong đó có những cái lúc mà Vinh nói, Vinh chia sẻ về những con mèo rồi cách đề máy đó vân vân. Chạy những đoạn đó thì anh em xem đỡ nha, tại vì thực sự bây giờ cái kênh của Vinh là content về xe mà lại không có xe thì nó sẽ rất là thuộc tương tác và sẽ không bao giờ mà được YouTube nó đề xuất nhiều, cho nên rất mong anh em cái thông cảm và anh em luôn ủng hộ Vinh trong cái mùa dịch này. Sẽ cố gắng để cho anh em có cái mà để mà xem, để mà giải trí những mùa dịch thôi, chứ cũng không biết làm gì hơn. Hoặc là anh em muốn Vinh và vợ Vinh, hoặc là trong nhà Vinh muốn làm một cái content gì, cái thử thách gì, thì anh em cứ comment bên dưới cho Vinh để cho Vinh làm nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngoài ra thì anh em có thể ủng hộ Vinh bằng cách mua hàng trên cái VVM Store. Không biết được là chỗ bạn có bị cấm không, nhưng mà đa số là Vinh vẫn ship được, không sao. Chứ lại những cái khẩu trang này Vinh vẫn còn đang tặng các bạn, mỗi món hàng tôi tặng một cái mà cũng sắp hết rồi, còn 10 cái thôi, cho nên anh em hãy nhanh tay nha. Và ngoài ra là anh em sẽ nhắn cái code anh em ghi là không biết nữa, có thể là anh em chỉ cần chụp màn hình lại thôi thì mình sẽ giảm cho anh em thêm 50.000 nữa. Ok, chúc anh em sống vui vẻ, hẹn gặp anh em vào những vlog khác nha. Hello mấy ông, hello anh chị em, hello các bạn. Hôm nay Vinh sẽ chạy Red Dead 4 xuống anh Cường. Chạy Red Dead 4 xuống anh Cường canh bút xếp. Rửa xe nó bị cục IC của con nó. Cục IC mà cục IC xếp nó nhạy cảm á. Nó đang bị lỗi. Hôm qua là một ngày tồi tệ với Vinh. Tại vì Vinh vừa bị mất một đứa con. Nó bị bệnh đó bạn, bị bệnh rồi không có cứu được, cho nên Vinh đã mất nó rồi. Thì anh em là xem vlog của Vinh thì biết là Vinh rất là yêu mèo và rất là nhiều mèo, nhưng mà mình nuôi bất cứ con gì cũng vậy, phải chấp nhận cái ngày mà nó già, nó mất. Hay là xui xẻo hơn là các bạn sẽ bị giống Vinh hồi xưa, đó là bị ăn trộm lấy. Này con chó bạch rìa to. Rồi nhiều cái lý do khách quan khác. Thì xưa giờ Vinh nuôi rất là nhiều chó, mèo, chim, chóc đủ thứ. Thì trải qua cũng rất là nhiều cái cảm xúc rồi. Nhưng mà năm ngoái với năm nay á, Vinh mất rất là nhiều mèo tại vì bệnh. Mình mất một con mèo tây, một hai con mèo ta, ba con mèo ta, con mới mất là ba con, tổng cộng là mất bốn con mèo. Các bạn thấy không, là mình phải trải qua bao nhiêu. Nhưng mà mỗi lần mà bị như vậy á, mình cũng không có mạnh mẽ hơn được mấy nữa. Bỏ ăn, bỏ ngủ, khó chịu. Tại vì nếu như người ta thì không có tình cảm thì mình không có diễn tả được. Nếu mà các bạn biết cái cảm giác đó thì chắc không có cần mình phải nói nhiều. Mình nói vậy là anh em cũng hiểu là cái cảm giác nó ghê như thế nào. Vợ mình khóc rất là nhiều, tối qua khóc nguyên đêm. Mà biết sao, mong là ở thiên đàng đó, tụi nó sẽ không có bị đau đớn gì hết. Tội nghiệp tụi nó, con vật mấy bạn. Bình thường mà mấy con vật mà nó đau bệnh nó không có kêu được cái gì các bạn ơi, tội lắm. Thiệt sự. Rồi. Thiệt, đúng ra là Vinh không muốn làm vlog. Vinh không muốn làm bất cứ cái gì hết đó, tại vì không có mood các bạn. Cái mood có nghĩa là cái
cảm giác ấy hả? Nói đi cái dễ, mình không có cảm giác mình làm bất cứ cái chuyện gì hết đó, mà không hết, tại vì ngưng. Tôi tính là trước giờ bữa từ bữa giờ là 2 ngày với đất 1 lần, mà giờ Vinh mà nghỉ nữa thì hả, phụ lòng mấy bạn đợi tội nghiệp á, mấy bạn nhắn tin, mấy bạn hỏi fan á, mấy fan nhắn tin hỏi anh Vinh sao lâu quá à, thiệt á, anh Vinh lâu quá à, không có ra clip ngày nào á, em cũng đợi hết, cho nên mình phải cố gắng, mình phải gạt hết cái cảm xúc qua một bên. Chứ thường thường các bạn biết là mình đang có chuyện buồn á, mình đâu có muốn làm đâu các bạn. Nhưng mà thôi, xem như trò chuyện với mấy bạn, rồi trò chuyện, nói chuyện qua cho các bạn xem, để cho mình không có còn suy nghĩ nhiều nữa, để mình lấy lại tinh thần. Chứ mỗi lần làm YouTube á, quay clip, quay này nọ nè, lúc nào mình cũng vui á, lúc nào cái tâm lý mình nó cũng thích à. Mình làm việc mình thích mà. Ok, không sao, có bạn ủng hộ là bên vui liền, không sao hết. Bên làm hàng bị trễ á, anh Hải anh ngồi đợi, tôi ngồi bên đây luôn, không ăn. Cũng hơi ghê ha, chắc là không mưa đâu, đó là mình nghĩ rồi chứ không biết sao, nhưng mà mình nghĩ chứ không tới nổi đâu. Giờ mình đi đường Cộng Hòa ra Trường Chinh, Cộng Hòa ra Trường Chinh đâu bước xíu mới đá đường rồi các bạn. Đó, mình cứ gật đầu xin đường á, mà không biết trên clip bạn có thấy không, chứ mình không có chặt đầu người ta đâu, mình cứ xin người ta thấy, các bạn thấy xe cái nhịp lại nhịp không, lịch sử quá, lịch sử gentleman. Các bạn để ý giùm mình á, xe lớn xe nhỏ hay bất cứ xe nào cũng vậy, xe ga xe số cũng vậy,
kể cả xe đạp cũng vậy. Cũng vậy, ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn phải cho nó lên một cái nhiệt độ nhất định, 80 mấy, 90 mấy độ, thì các bạn mới hả vặn ga, sóc ga, hoặc là chạy tốc độ cao, chạy trên 90.000 tua. Đó là cho máy nó nóng lên, xe nó nóng, nhớt nhà nó nóng lên, mọi thứ nó trơn tru, nó đủ nhiệt độ, là có nghĩa là cái độ ma sát trong cái bộ phận trong máy là đủ rồi. Thì các bạn chạy hả những cái đường cái cường độ cao đó, nó mới không bị mòn hoặc là bị rủi ro. Cũng như xe đạp cũng vậy, các bạn đạp xe, các bạn mới ăn cơm xong các bạn phải nghỉ xíu xong rồi các bạn sao, các bạn phải chạy cho người nóng lên đúng không, rồi các bạn mới đạp nhanh được đúng không, chứ mới ra mới dắt xe đạp ra bạn bắt các bạn đạp nhanh liền, các bạn đạp đâu có vô, sao các bạn đạp nổi, đạp là sẽ bị đau, bị sốc phong rồi bị mệt thở gấp. Còn các bạn đạp từ từ, tăng lên từ từ, cái bắt đầu mấy người mình nó nóng rồi ha, bắt đầu có mồ hôi rồi, bắt đầu mình đạp hết. Đó, thì cái xe máy thì nó cũng vậy các bạn. Bạn phải cho nó có một cái trình tự nhất định. Có nhiều bạn mua xe về đề lên cái e, bấm đề cái là không có cho nổ. Bấm đề cái vô số 1 chặn dặn, sau thời gian cái tự nhiên, ủa sao xe mình nó kêu quá, sao xe mình nó hư cái này hư cái kia, sao máy em nó kêu quá. Đó, nó cái gì cũng có lý do hết. Các bạn để ý mấy cái đó để cho xe mình nó bền hơn nha. Khúc này hay có công an không? Mà bây giờ chắc không có rồi, thấy mà thấy ai cũng chạy lên ngoài hết. Xe nha, mình hết pin luôn. Đợi xíu bớt xe. Bây giờ camera nó còn có 1 phút mấy không à, cho nên tới đoạn nào mình chạy được thì mình sẽ bấm quay nha. Trời ơi đông. Cái vlog hôm nay nó ngắn gọn vậy thôi. Rất mong là anh em sẽ ủng hộ, nhớ ấn subscribe kênh và đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngoài ra thì mình còn stream game ở trên cái trang Vinfan Gaming trên Facebook á. 9 giờ 10 giờ mình sẽ chơi game, thì anh em có thể tham gia cho mình vui. Cảm ơn các bạn. Tất cả các link mà anh em thắc mắc thì đều bên dưới phần miêu tả video hết. Bye bye.